Răng đau buốt, chuyển màu kèm theo tê buốt khi ăn hoặc uống đồ ngọt là một trong những dấu hiệu của bệnh sâu răng. Vậy, sâu răng có nguy hiểm không và khi nào cần gặp bác sĩ? Xin chào, tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Châu Bản. Hiện tại tôi đang công tác tại khoa răng hàm mặt của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ về vấn đề sâu răng. Sâu răng thì tùy theo mức độ mà có những dấu hiệu khác nhau. Sâu răng á, giai đoạn mà mới phát á, thì nó chỉ là những cái biểu hiện bất khoáng, như là cái men răng của mình nó sẽ đổi màu, nó trắng đục nhẹ nhẹ. Còn trường hợp mà qua giai đoạn mất khoáng rồi đó thì nó tiến triển thành cái lỗ sâu, thì mình sẽ có thể nhận thấy được trên bề mặt cái bề mặt răng của mình đó, nó sẽ có những cái lỗ nhỏ li ti, và sau đó là những cái lỗ nhỏ nó sẽ phát triển to hơn thành những lỗ sâu thực sự. Thì bệnh nhân sẽ có những cảm giác như là bị ê buốt răng cho đến đau răng. Nếu trường hợp mà tới sâu tới buồng tủy gây viêm tủy thì bệnh nhân sẽ đau nhức dữ dội. Thì giai đoạn sâu tủy, nếu mà bệnh nhân không được điều trị nữa thì sẽ dẫn đến hoại tử tủy và nhiễm trùng xung quanh cái chân răng, gọi là viêm quanh chóp, và có thể là gây áp xe quanh chóp hoặc là viêm xương ổ, gây tạo ra những cái lỗ giò mà mình có thể thấy nó xì mũ ra ngoài miệng luôn. Thì đó là giai đoạn rất là nặng rồi. Nguyên nhân thứ nhất là vệ sinh răng miệng, thứ hai là những thức ăn có đường bột, mà những thức ăn đó có dễ dính đó thì nó sẽ dễ gây sâu răng hơn. Điều trị sâu răng thì tùy giai đoạn mà có cái điều trị khác nhau. Ví dụ sâu răng ở giai đoạn mà đang chỉ là mất khoáng nhẹ thôi thì mình chỉ cần vệ sinh răng miệng và xài sản phẩm có floor, kem đánh răng có floor là có thể ngừng lại được. Hoặc mình có thể dùng vật ni floor để mình hỗ trợ thêm tại phòng khám, chứ mình không thể dùng tại nhà ha. Còn trường hợp mà giai đoạn mà sâu men với sâu ngà sâu thì chắc chắn là bạn phải tới nha sĩ để cho bác sĩ trám răng. Trám răng là cái thủ thuật cũng khá là nhẹ nhàng thôi, không có gây đau đớn nhiều. Chỉ trừ trường hợp là sâu ngà sâu thì bệnh nhân sẽ có cảm giác hơi ê nhẹ khi mà bác sĩ làm sạch cái son sâu. Đó. Còn trường hợp mà sâu tủy, tức là sâu tới đã thông tới buồng tủy luôn rồi và gây viêm tủy thì bác sĩ sẽ chữa tủy. Chữa tủy thì cũng là một cái phẫu thuật nhỏ thôi, giúp bảo tồn cái răng. Phòng ngừa sâu răng thì chủ yếu là mình vệ sinh răng miệng ha. Mình bớt giảm ăn những thức ăn có đường bột mà có khả năng mà nó dính lâu á, khó vệ sinh, hoặc là tránh những thức uống có ga. Ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin, và tức nghĩa là mình giữ cho cái cơ thể mình lúc nào cũng là đầy đủ chất bổ vitamin để cho cái răng, cái nứa của mình nó được lành mạnh, thì nó sẽ giảm cái khả năng mà tích tụ vi khuẩn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ của mình về vấn đề sâu răng. Hẹn gặp lại vào những lần sau.